Hướng dẫn đăng ký nhận thông tin iPhone 14 series tại Minh Tuấn Mobile. Đối với điện thoại, đầu tiên các bạn vào website của minhtuấnmobile.com/iphone14, ấn vào đăng ký nè. Sau đó chúng ta sẽ chọn sản phẩm mà mình muốn đăng ký nhận thông tin nha. Mình chọn iPhone 14 Pro 512GB màu gold nè. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập tên vào, số điện thoại và ấn vào đăng ký thôi. Lúc này các bạn copy cái mã đăng ký ở đây giúp mình. Sau đó vào cái link Zalo dưới đây. Và phần nhắn tin nè, chọn cái bàn phím ở đây giúp mình nha. Dán mã vào. Rồi gửi. Vậy là bạn đã nhận được tin nhắn cảm ơn từ Minh Tuấn Mobile, xác nhận đăng ký thành công rồi đó. Đối với máy tính, đầu tiên các bạn vào website của minhtuấnmobile.com/iphone14, ấn vào đăng ký nè. Sau đó các bạn chọn sản phẩm mà mình muốn đăng ký nhận thông tin. Mình chọn iPhone 14 Plus 256GB màu Starlight nha. Tiếp theo các bạn nhập tên của mình vào, số điện thoại ở dưới đây, ấn vào đăng ký thôi. Các bạn vui lòng copy mã đăng ký ở đây và vào cái link Zalo màu đỏ dưới đây giúp mình nha. Các bạn vào phần nhắn tin, sau đó chuyển qua Zalo PC nha. Dán cái mã vào đây giúp mình rồi gửi. Sau khi gửi thì đã nhận được tin nhắn cảm ơn của Minh Tuấn Mobile. Vậy là thành công rồi đó. Sau khi hoàn tất đăng ký nhận thông tin, nếu như các bạn muốn kiểm tra lại thông tin á thì xuống phần đăng ký nè, ấn vào kiểm tra thông tin đăng ký, nhập số điện thoại vào đây. Ấn vào tìm kiếm. Thì ở đây nó sẽ hiển thị những thông tin như là thời gian, tên khách hàng, tên sản phẩm và trạng thái. Những trạng thái mà đã thể hiện là đã xác nhận á, có nghĩa là các bạn đã đăng ký thành công. Còn những chỗ vẫn còn mã ở đây nè thì các bạn nhanh chóng copy mã và sau đó kéo xuống dòng Zalo màu đỏ ở đây nè, ấn vào phần nhắn tin và gửi mã xác nhận cho Zalo của Minh Tuấn Mobile. Sau đó các bạn sẽ nhận được một tin nhắn cảm ơn xác nhận đã đăng ký nhận thông tin thành công nha. Để check thông tin trên PC các bạn cũng làm tương tự như vậy nha. Nếu khách gặp khó khăn trong quá trình đăng ký, xin vui lòng liên hệ hotline 1900 3355 để được hỗ trợ tốt nhất. Chúc quý khách thành công.